Hello, hello. Chào mừng 5K anh chị em cũng bà con cô bác đã quay trở lại với kênh Chí Sĩ Tiên Dừa. Và đây là gì tên? Chị Kim Đen. Nhìn thấy đàng hoàng hay? Chị Kim Đen. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người đường từ Hồ Chí Minh đi về vườn trái cây ở Bến Tre nha. Chúng ta sẽ đi theo cung đường làm sao ra được quốc lộ 1A là ok. Thì mình đang đi trên đường Nguyễn Linh nè, hoặc là đi Đại Lộ Đông Tây, đúng rồi. Đây là trạm thu phí Nguyễn Linh nè, hoặc là đi qua bên đường về bến xe miền Tây cũng được luôn, miễn sao ra được quốc lộ 1A để về miền Tây là ok. Dạ. Dạ. Ta trả tiền hả? Đi Nguyễn Linh nè, xong rồi cắt chặt quốc lộ 1A ngay cầu vượt Nguyễn Linh á, bắt đầu đi quốc lộ hoài luôn. Thôi ra đó mình quay miếng cho mọi người coi. Rồi xong mình sẽ đi vô cao tốc. Nếu mà xe ô tô thì sẽ đi vô cao tốc, còn nếu mà xe hơn thì sẽ đi vô quốc lộ 1A, xe máy về tới cầu Gạch Miễu là ok. Rồi ok, tới cung đường giao giữa Nguyễn Văn Linh với quốc lộ 1A mọi người. Đây mọi người thấy có cái biển chỉ dẫn nè, đi cao tốc là đi thẳng luôn nè. Còn nếu mà xe máy thì sẽ đi theo quốc lộ, quẹo trái đi theo quốc lộ, còn đi cao tốc là đi thẳng luôn. Cầu vượt Nguyễn Linh nè. Rồi xuống về tới cầu Đạch Miễu đi, rồi mình sẽ quay tiếp cho mọi người coi nữa ha. Quay từ đoạn cho mọi người dễ hình dung thôi. Ở đây mình ai cũng có thể đi được hết. Từ Hà Nội vô thì không phải vô Hồ Chí Minh, xong mới đi vườn trái cây ở miền Tây. Ok, đây cầu vượt Nguyễn Linh, mà xuống. Chúc công an. Đúng rồi, quẹo trái là đi xe máy đó, mọi người thấy xe máy quẹo không? Đó, quẹo đi theo quốc lộ nè, quay luôn, tới cầu Lạch Miễu. Tới cầu Lạch Miễu là quốc lộ 60 á, quốc lộ 1A, ngã Trung Lương. Rồi ok, đi rồi. Ghé trạm dừng chân kiếm một bánh mì ăn trước khi xuống vườn trái cây nha. Đây, hôm nay là thứ bảy ngày hơi đông đúc ha, thứ bảy ngày 28 là tới lễ hội trái cây rồi. 28 tháng 5 đó, tháng 5 2022. Rồi bánh mì thịt 25k một ổ, bánh mì Phương Lan. Rồi ok, dẫn vô cao tốc thẳng tiến, xong ra mình sẽ quay cho mọi người hết. Cao tốc này thì đi vô quá bình thường rồi, đi thẳng vô cái là tới cao tốc rồi chứ không có đi đường nào khác nữa. Ok, đây là cái đoạn dẫn ra của cao tốc ở đoạn ở Trung Lương ha, còn sớm là cái đoạn dẫn vô ở Hồ Chí Minh. Giờ đã tới Trung Lương, chuẩn bị nối vô quốc lộ 1A nè, trước mặt mọi người nè. Hai các bạn chỉ dẫn à, thành phố Hồ Chí Minh là đi quốc lộ 1A, còn mình đi cao tốc thì hai cái đường nó song song nhau, thì bây giờ sẽ đi về hướng Mỹ Tho. Hướng Mỹ Tho là làm sao để lên được cầu Rạch Miễu á, chúng ta bắt đầu mới đi vô cái vườn trái cây nữa. Bắt đầu xuống đây là có thể đi nhiều vườn trái cây nha. Ở bên đây hướng vô bên Tiền Giang thì có chợ nổi Cái Bè, hoặc là Cần Thơ thì có chợ nổi Cần Thơ đó, nhưng mà mấy đó là dạng du lịch. Còn mình muốn đi vườn á thì về vườn trái cây Bến Tre rất là nhiều vườn. Ở đoạn qua cầu Rạch Miễu á thì sẽ có cái đường quẹo vô, tí nữa mình sẽ quay nha mọi người cái đường quẹo vô để mọi người biết hướng mọi người quẹo vô. Và mọi người cũng có thể đi theo định vị Google Map á, những vườn trái cây mình đã có đi và có review đó. Mọi người thích đi vườn nào thì hãy comment bên dưới, mình sẽ nhắn tin cái địa chỉ để cho mọi người đi theo cái Google Map á. Hồi nữa cứ đi theo quốc lộ 1A này, hồi nữa tới cái đường quốc lộ 60 á, nói vào thì mình sẽ quay cho mọi người coi. Mình sẽ rút ngắn quãng đường đi ha, tức là mọi người cứ đi thôi, cứ đi theo quốc lộ 1A đi. Rồi ok, tới cái đoạn quốc lộ 1A Mỹ Thuận đó. Ai muốn về Mỹ Thuận thì tới cái đoạn này là mình quẹo vô về Mỹ Thuận để đi chợ nổi Cần Thơ. Chợ nổi Cần Thơ hay gọi là chợ nổi Cái Răng, mình kêu Cần Thơ cho mọi người dễ biết. Dạ.
Đoạn kia xong rồi. Đây tới đây là ngã ba Trung Lương dưới đây nè. Ngã ba Trung Lương thì chúng ta sẽ rẽ được các ngã rẽ. Đây. Tại này mình về Bến Tre này mình đi đường này chứ không hồi nãy nếu mà xe ô tô á đi ra cao tốc xong là bắt đầu là chúng ta có thể quẹo phải qua mình về Vĩnh Long luôn. Về Vĩnh Long Mỹ Hận nè. Về Cần Thơ nữa. Còn mình về Bến Tre thì mình cứ đi ra hướng quốc lộ nè. Đó đây ngã ba Trung Lương Quyền Hậu nè. Ngã ba Trung Lương. Đó mình về vườn trái cây Bến Tre thì mình quẹo bên tay trái này. Cứ đâm thẳng tới xíu nữa tới ngã ba dưới kia mình quay tiếp cho mọi người quẹo qua phải về cầu Mỹ Hở cầu Gạch Miễu. Mọi người làm sao về được cầu Gạch Miễu là ok. Rồi từ Gạch Miễu đó mình sẽ chỉ đi tiếp. Rồi ok, vừa qua cầu Trung Lương là bắt đầu là chúng ta quẹo bên tay phải nè. Đó có các bạn chỉ dẫn nè. Thành phố Mỹ Hở đi hẳn nữa. Phải qua cầu Đạch Miễu nè, cảng Du Thuyền Mỹ Tho đi này cũng được ok luôn nè. Mọi người nếu mà thích du lịch mà cảng du lịch còn phụng nữa thì mình cũng có thể ghé bến cảng Du Thuyền Mỹ Tho có cái dịch vụ để chúng ta đi ra đó. Nhiều điểm du lịch lắm. Ok thì cứ đi theo cái đường này gọi là đường Nguyễn Hiền Hập quốc lộ 60 đó. Học quốc lộ 60 nha. Cứ lên tới cầu, cứ đi hẳn một đường này lên tới cầu. Rồi miễu xong rồi qua cầu đi rồi mình chỉ tiếp. Đây về tới cầu Đạch Miễu thì phải view cho mọi người coi đặc sản từ Bixigo Mỹ Tho Tiền Giang. Lên cầu một tí nha cho mọi người coi cái cầu Đạch Miễu để mọi người thấy có động lực. Đang chuẩn bị xây cái cầu Đạch Miễu 2 nằm mé bên tay phải. Đạch Miễu 1 quá tải. Nói ám ảnh luôn chứ không có động lực luôn. Lúc cuối tuần lễ Tết rồi là đi về là kẹt xe bánh xác. Lại gần tới cầu đây mình coi nha. Thường là kẹt xe cũng này là cuối tuần á. Này khó quá. Ok nè. Hả? Kè. Kẹt. Đặc sản sao còn phải hiếu được. Ủa cái cây sớm trở về đây luôn hả ta? Đặc sản không thể thiếu. Mọi người đi xe máy thì Vivu đi bên ngoài không có kẹt ha. Tại vì đường này làm cái cầu chứ. Làm khánh thành năm 2009 mà tư tưởng của năm 2000 nên làm hơi nhỏ tí. Giờ làm cái cầu Đạch Miễu 2 nằm mé bên tay phải. Đây là đang từ hướng Hồ Chí Minh đi về. Đặc sản kẹt xe không thể thiếu. Ok. Đây cột méo nè. Chưa. Gì mà hỏi xe giữa đường thì kẹt xe, đang kẹt xe mà. Cấm dừng xe mua bán trên cầu. Đó. Vừa mới nói đặc sản kẹt xe là được ăn đặc sản kẹt xe liền. Trời ơi bên kia kìa. Bên kia kẹt xe kìa. Cũng không đông lắm. Nguyễn Châu Thành kính chào quý khách.
Ok, đây cái biển huyện Châu Thành kính chào quý khách. Là bây giờ chúng ta bắt đầu đi vô trạm thu phí nè. Nếu mà xe ô tô thì qua thu phí. Thu phí thì nếu mà chúng ta đăng ký thu phí không dừng thì chúng ta đi thu phí không dừng cho nó lẹ, đỡ tốn thời gian, đỡ tiếp xúc, nhanh gọn lẹ. Ai chỉ biết cách đăng ký thì ở trên kênh của mình có cái video hướng dẫn đăng ký ETC đó, là thu phí ETC nè. Để đăng ký ha, em muốn tự đi ô tô để mà trải nghiệm á. Đây, nhớ nạp tiền đầy đủ nha mọi người, không bán vé nữa. Là hai là thu phí tự động, hai là thu phí tự động không bán vé. Tài chế quản không bán vé. Thời gian bắt đầu từ 15 tháng 3 nè. Tại mình trước khi đi mình kiểm tra tài khoản mình trước rồi. Đó, qua từ từ thôi. Không bán vé. Ok. Đây dán thẻ nhóc nè. Đó, xe container cũng như dán nữa kìa. Rồi ok, trả lời vấn đề chính thì bây giờ nếu mà chúng ta đi vườn trái cây ở Châu Thành á, phía bên Châu Thành bên đây á, thì chúng ta vừa tới ngã tư huyện thì chúng ta quẹo vô cái đường quốc lộ 57B á, rồi đường về phà Rạch Miễu tạm á, Rạch Miễu cũ, Rạch Miễu tạm á, đó quẹo qua đây nè. Đó. Rồi đó thì hẳn hoài luôn xuống hướng xuống phà Tân Phú á, là sẽ có những cái vườn, nhiều vườn trái cây nha. Mình sẽ để cái vị trí ở dưới cái bình luận với mô tả cho mọi người, để mọi người vào mọi người coi ha. Bây giờ mình sẽ đi về hướng Chợ Lách, hướng về Chợ Lách hôm nay, tại vì mùng 5 tháng 5 năm nay là Chợ Lách có tổ chức lễ hội trái cây nha. Mình đi Chợ Lách để mình đi tổng hợp, rồi xong mình sẽ vô vườn luôn, vườn Chợ Lách nữa. Ok, chào và hẹn gặp lại mọi người ở đây sau. Nhớ like, đăng ký, subscribe, ủng hộ chị Tiền Dừa và xin đến nhé, bye.